Xin chào quý vị bạn, tôi đang có mặt tại Toyota Thăng Long và hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm 2019. Một ngày có thể nói là trong lịch sử của Toyota, khi Toyota Việt Nam chính thức hạ cái mức giá niêm yết của dòng xe bán chạy nhất, đó chính là Toyota Vios, với một lý do chịu sức ép khá lớn từ đối thủ Hyundai Accent. Hôm nay tôi sẽ điểm lại cho các bạn giá của các phiên bản Toyota Vios sẽ áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 2019. Phiên bản thấp nhất chính là chiếc Toyota Vios số sàn trước mặt chúng ta, có giá bán là 531 triệu, được giảm xuống chỉ còn 490 triệu, có nghĩa là chiếc xe này đã giảm tới 41 triệu so với trước đây. Chiếc xe thứ hai đó chính là Toyota Vios e số tự động, trước đây có giá niêm yết là 569 triệu và hiện tại mức giá là 540 triệu, có nghĩa là giảm 29 triệu so với thời điểm trước mùng tháng 7. Cuối cùng đó chính là chiếc Toyota Vios R có giá bán niêm yết trước đây là 606 triệu và hiện tại nó chỉ còn 570 triệu, có nghĩa là giảm 36 triệu so với thời điểm trước đây. Như vậy tôi xin phép tổng kết lại, Toyota Vios E số sàn có giá bán là 490 triệu, Toyota Vios E số tự động có giá bán là 540 triệu và Toyota Vios G số tự động có giá bán là 570 triệu. Mức giá này sẽ được áp dụng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 và nó chưa bao gồm khuyến mại giảm giá cũng như là quà tặng phụ kiện bảo hiểm tới từ các đại lý. Toyota Thăng Long chúng tôi xin cam kết sẽ gửi tới quý khách hàng một mức giá có thể nói là mềm nhất dành cho dòng xe Vios này bất kể thời điểm. Chiếc Vios chúng tôi sẽ hỗ trợ trả góp lên đến 85% giá trị xe và lãi suất rất là ưu đãi, chỉ có 3,99% trong 6 tháng đầu. Mọi thông tin chi tiết về dòng xe Toyota Vios, về giá lăn bánh cũng như là khuyến mại và thủ tục trả góp, quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp theo số hotline miền Nam hoặc miền Bắc mà quý khách đang trông thấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn.